Vivi. Vâng, xin được kính chào các anh chị em, các quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với em Hoàn trên kênh ô tô Vlog. Vâng, hôm nay em lại vừa mới về thêm một chiếc Toyota Hilux anh chị em ạ. Đấy, Toyota Hilux dạo này đang cực kỳ hiếm anh chị em nhé. Về chiếc nào thì bay chiếc đấy anh chị em ạ. Em vừa về một con màu đen, một con màu cam cùng đời 2021 bản E. Đấy, tiếp cận bản base anh chị em ạ. Hơn bản base đó là số tự động thôi. Thế mà vẫn bay anh chị em nhé. Tại vì là thứ nhất là nếu mà anh chị em mua xe mới thì phải nhốt tiền trong hãng tầm đến quý 3 mới có xe giao anh chị em ạ. Đấy, còn con màu bạc xám này đây anh chị em nhé, cũng là nhập thái nguyên chiếc, lướt hơn 2 vạn và cũng sản xuất năm 2021 đó anh chị em ạ. Đó. Cái dòng bán tải của Toyota này thì là bên Thái Lan cực thịnh luôn, thịnh hơn cả Forenzer anh chị em nhé. Đây xe vừa đi hơn 2 vạn mốt đây. Đấy. Anh chị em lại có cruiser control nhé. Có voice control, đàm thoại rảnh tay này, màn hình chính nguyên zin theo xe luôn anh chị em ạ. Đấy. Có hai chế độ là Eco Power giống như trên chiếc xe Fortuner. Máy dầu số tự động, điều hòa chỉnh cơ anh chị em nhé. Đấy. Điều hòa chỉnh cơ. Đấy. Các đi cửa nỉ, ghế cũng nỉ. Đấy. Ghế thì phải chỉnh cơ anh chị em ạ. Vì đây là bản trên bản base, trên bản base. Đấy, anh chị em nhé. Toyota Hilux có 4 bản tất cả, bản EMT, bản EAT, bản GMT 2 cầu và bản V 2 cầu số tự động anh chị em ạ. Bản V đấy, đấy, bản cao nhất anh chị em nhé, sẽ có cái tích hợp Toyota Safety Sense. Đấy, xe thì chưa có nắp thùng, anh chị em tham quan một chút. Đó, chiếc này bên em vừa mới về nên là chưa có giá cập nhật anh chị em nhé. Đấy, em sẽ để giá xe dưới phần mô tả, anh chị em chú ý theo dõi ạ. Ok, anh chị em nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ qua em, số điện thoại 0983322508 em sẽ để trên màn hình nhé. Và muốn chạy thử xe và trải nghiệm xe thực tế thì cứ đến showroom Vương Quốc Gầm Cao, địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn anh chị em ạ. 26 đường Cầu Diễn anh chị em nhá. Đấy, địa chỉ mới của bọn em, địa chỉ cũ bọn em là số 17 đường Phạm Hùng thì đã chuyển về đây anh chị em ạ. Đấy, ok anh chị em nhá. Chiếc xe này sản xuất năm 2021, có hỗ trợ ngân hàng anh chị em ạ. Đấy, ok, em Hòa xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hòa xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo ạ.